sẽ đem một cái thau. Cái này gọi là cái thau chứ không còn là cái tô nữa. Wow, bà đẻ gần 3 tháng, ăn tô bún bò mỡ nổi dành cho 5 người ăn. Thử nha. Tiểu bối này già lắm cả nhà. Chỉ mới 3 tháng thôi. Chưa được 3 tháng nữa mà Nhân biết. Nhân không biết những bé khác thì sao, nhưng mà bé tiểu bối nhà Nhân á, mà nghe nha, ai tới chơi, ai làm cái gì, hoặc là nghe đi chơi mà là ai nói bây giờ chỉ biết cười á. Giờ anh biết kiểu biết cười á, đang vô vấn đề là tập cười, bà mụ dạy cười á, nên là ai nói gì cũng nghe ra, cũng nghe cái nú ra cười mà nhìn mặt thấy thương lắm. Con gái ơi, tiểu bối ơi, hôm nay đây nè cả nhà ơi, Nhân sẽ đem một cái thau. Cái này gọi là cái thau chứ không còn là cái tô nữa. Mẹ Nhân sẽ mua bún bò. Bún bò này là bún bò mỡ, về cho con gái ăn bún bò, bút băng bún bò nhá. Được hả? Dạ được. Con thích ăn bún bò lắm mẹ ơi. Ha, đây nha. Ok, để Nhân đi mua bún bò nha. Coi kìa cả nhà ơi, càng lớn cái mặt càng thấy ghét nha cả nhà. Ôi, đi mua bún bò về xong cho kể cho cả nhà kia cái chuyện động trời về con tiểu bối. Không nghĩ một cái bé mới gần 3 tháng, còn khoảng 2 ngày, 3 ngày nữa là 3 tháng. Mày già quá trời già rồi. Thôi chút nữa mày đi về mày nói xấu con nha. Bye bye con gái. Bye bye con gái. Bye bye con gái, mẹ cầm thau mẹ đi mua. Bye bye con gái, mẹ đi mua cho con. Bye bye. Đây thì cả nhà ơi, Nhân đang đứng xếp hàng. Ở đây là một quán bún bò tên là quán bò Như, thì ở nằm ở trong hẻm nha cả nhà. Đó thì mọi người cũng đang đứng xếp hàng rất là đông. Đồng người đang rất là đông nha cả nhà. Cầm cái thau như thế này mà không biết khi nào đến lượt mình thì cũng chưa biết. Thôi bây giờ là mình sẽ được lên nha cả nhà, bởi vì mua về á nên là mình không có cần phải xếp hàng. Mình mua về hả? Mua về. Là qua đây luôn ạ. Qua đây đứng qua đây rồi mình đọc. Dạ cô ơi. Dạ. Đây. Con muốn mua một tô như thế này. Ừ. Cô bán cho con thiệt đầy như thế này luôn đúng nha. Rồi. Dạ. Rồi cô chất lên cái tô này cho con luôn. Rồi. Dạ, xong bao nhiêu tiền cô tính cho con rồi, nha. Ok. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Cái tô này của em á là anh bỏ full topping luôn. Rồi. Rồi bỏ bún rồi này kia là một tô, cái này được 5 tô không anh? 5 tô. 5 tô, khoảng 5 tô bình thường đúng không? Rồi. Dạ là và thêm nữa là anh thật nhiều mỡ nổi. Rồi. Dạ, anh lạc cho em nha. Em luôn 5 full luôn không? 5 tô luôn đúng không? Dạ. Rồi. Đầu tiên là anh sẽ cho bún nha. Cho bún đủ 5 tô nha cả nhà. Okay, okay. Dạ. Anh đếm đủ 5 tô. Bắt đầu là anh sẽ cho topping lên nha. Topping là anh cho full topping cho đủ 5 tô luôn cả nhà. Trời ơi, full topping luôn, quá trời topping. Giờ là bắt đầu cho hành lên nữa nha cả nhà. Đấy, cả nhà ơi, ngon nhất hay không là chất lượng hay không là ở cái nồi mỡ nổi này nè. Đó là ở cái quán này là nổi tiếng là mỡ nổi. Đấy, cả nhà thấy lên khơn nổi lên không, mỡ lên á. Và vô đây là hầu như là mọi người sẽ ăn cái món này. Dạ, được không cô? Được. Cái này bỏ vô này không? Được. Dạ. Không vừa chứ. Vừa, dư sức luôn. Dạ. Nó gọn nữa. Dạ. À, thấy chưa? Dạ. Con cảm ơn cô rồi, nha. Cảm ơn nha. Bao nhiêu tiền nha cô? Của em 200 luôn. 200 ngàn nha cả nhà. Anh ơi cho em gửi tiền 200 ngàn. Okay. 5 tô đúng không cô? Rồi đúng rồi. Dạ rồi. Em cảm ơn anh nhiều rồi, nha. Dạ. Dạ. Là Nhân mua cái tô này là tô dành cho 5 người ăn, cái tức là 5 phần thì họ sẽ cho mình là 5 phần nước lèo. 1 2 3 4 5, 5 phần nước lèo. Bây giờ mình cho nước lèo vô nha. Rồi bắt đầu mình cho nước lèo vô trong này, mình nấu lại cho nó nóng nó mới ngon. Nước lèo ở trong này thì họ cũng đã múc cái mỡ mỡ nổi lên cho mình rồi. Nước sôi lửa bỏng, nước sôi lửa bỏng. Lại leo, đổ nước súp vô luôn nha. Ôi ôi. Mua một tô lên khên lên khởn luôn nha cả nhà. Wow, bà đẻ gần 3 tháng,
ăn tô bún bò mỡ nổi dành cho 5 người ăn. Thử nha, để Nhân coi thử Nhân có ăn hết được tô bún bò mỡ nổi dành cho 5 người này không nha. Bây tờ đưa. Ăn với gỡ. Ồ, không được, không được. Tê đưa, cho em bé ngủ. À, cho em bé ngủ, tê đưa có muốn ăn không? Ừ, không được, không được. Thế thì tê đưa cho em bé ngủ giùm vợ nha. Cảm ơn bà tê đưa. Thì hôm nay một mình bà đẻ gần 3 tháng quất nguyên một cái tô này để coi Nhân có hoàn thành được thử thách không nha. Trị giá của cái tô này là 200 cành, là dành cho 5 người ăn. Thì để Nhân coi thử là ở trong này topping như thế nào nha. Để Nhân cho cả nhà xem một tô 5 người ăn 200 ngàn là có cái gì. Thịt rất là nhiều nha, thịt nhiều lắm luôn, full thịt full đồ luôn nè cả nhà. Rồi gặp thêm là chả nè, hai cây chả nè, chả nữa nè, đó nhiều lắm. Rồi đặc biệt nữa là mỡ, đó, mỡ lên khơn luôn nha, mỡ là rất là nhiều luôn, mỡ nè. Rồi thịt ở dưới nữa nha, nhiều lắm. 200 cành. Rồi mình sẽ cho thiệt nhiều rau vô nha. Nhưng ăn cái này là phải cho rau nhiều nó mới càng ngon. Rồi mình sẽ húp trước một miếng nước ngon hay không là ở cái nước lèo, để nha coi thử là nước lèo nó làm sao nha. Nước lèo ở đây á thì có một cái vị đậm đà, nói chung là thiên về một xíu xíu mặn đó. Ngọt thì Nhân thấy nó cũng không có thiên ngọt nhiều nha. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nêm nếm là Nhân cho vào đây một ít sa tế nè, sa tế cho vô, chanh cho vô, rồi trộn lên. Rồi mình ăn nha. Thịt ở đây đó, họ cắt miếng này miếng này rất là mỏng, vừa vừa cái chén họng nó ăn, vừa cái chén họng mình luôn. Người ta nói quán bò bún bò này ngon hay không là ở cái mỡ mỡ nổi này, để ăn thử miếng mỡ nổi nha cả nhà. 2-3 miếng nè, xong bỏ miếng nước vô đó, húp lên như thế này nè. Lạ cái là nó không có bị ngấy cả nhà ơi. Ê lạ ha. Miếng mỡ nổi bự như vậy nè, bự chảng gì. Tuyệt vời. Bỏ vô miệng á, nó tan ra luôn, nó không có giống như mỡ heo. Nó không bị ngấy, không giống mỡ heo, rất là thơm. Và hơn nữa là húp với miếng nước vô một cái đó nha, lên tới đỉnh của chóp luôn, quá là hoàn hảo, quá là hoàn mỹ luôn á nha.
thật là double feel, perfect, perfect, ngon. Đó, một thố gì nè cả nhà. Cái này nè, bỏ vô miệng gì nó mới đậm đậm đà xương khói, thấm tình gia vị luôn. Đó. Đó, một vé gì nha cả nhà. Trắng miếng mỡ kèm cho miếng bún, kèm cho miếng thịt, húp miếng nước. Cái chưa bao giờ Nhân ăn mà bún bò mỡ nổi, nhưng hôm nay Nhân cảm giác là cái món này ăn rất là ngon. Tại sao cái vị nó rất là sao sao, nó kết hợp với nhau, nó giống như nó kết hợp với nhau, nó thành làm bạn làm bè luôn, chứ không có thành làm ghét nhau được luôn đó cả nhà. Bởi vì sao, rất là ngon. Thơm ngon đến cái chân rong kẻ tóc là như thế này nha. Húp một cái mà nó miếng mỡ nó tuôn vô cổ họng luôn cả nhà. Nhưng kể cho cả nhà nghe cái vấn đề hồi nãy là Nhân nói là tính Nhân kể cho cả nhà cái vấn đề tiểu bối đúng không? Tiểu bối này á, già lắm cả nhà, chỉ mới 3 tháng thôi, chưa được 3 tháng nữa mà Nhân biết, Nhân không biết những bé khác thì sao, nhưng mà bé tiểu bối nhà Nhân á, mà nghe nha, ai tới chơi, ai làm cái gì, hoặc là nghe đi chơi là thức nguyên một đêm luôn. Thức nguyên, thức đến khi người ta, như mẹ chị Quỳnh đúng không, qua nhà Nhân chơi là tiểu bố nó thức đến khi mà mẹ chị Quỳnh đến, đi khi đi về là bé mới chịu đi ngủ. Rồi đến khi bạn của Nhân, bạn của Nhân qua chơi, tiểu bố cũng vậy luôn, thức đến khi mà bạn của Nhân quay về là tiểu bố mới ngủ. Mà trong khi hôm qua bạn của Nhân qua là chơi là tầm 1 giờ sáng mới về, mà Nhân ở trong phòng á, Nhân cho bé ngủ dễ sợ luôn. Anh Tà Rưa á, anh tiếp bạn Nhân với lại tiếp bạn của anh Tà Rưa á, mà không ngủ là không ngủ cả nhà. Khi bạn về hết rồi, chào tạm biệt rồi là bắt đầu mới ngủ. Nghĩa là tiểu bố nó có cái suy nghĩ là mình phải biết tiếp chuyện, mình phải phụ ba mẹ mình trong cái vấn đề tiếp khách, tiếp khách hứa đó. Rồi ôi, mình hóng chuyện kiểu gì á cả nhà, mà ai nói bây giờ chỉ biết cười á. Giờ anh biết kiểu biết cười á, đang vô vấn đề là tập cười, bà mụ dạy cười á, nên là ai nói gì cũng nghe ra, cũng nghe cái nú ra cười mà nhìn mặt thấy thương lắm đó. Nhưng thấy thật sự là con mình á, mỗi ngày nó một lớn mà mình bất ngờ ở cái nhà, mình không nghĩ là từ một chú chuột con, lúc mà mình đẻ ra như chú chuột con cái gì nó cũng nhẹ, nó cũng mềm mại, tự nhiên cái đến một lúc đó tự nhiên bé nó có thể biết cái này cái kia, cái cảm giác của một người mẹ nó hạnh phúc vô cùng luôn.
Tối hôm qua nhưng nói là con ngủ đi, con ngủ đi không. Vừa về vừa bước ra khỏi cửa là bé chìm vào giấc ngủ luôn, là bé nó chịu ngủ luôn. Trời nhưng kệ, nhưng nói không, bạn mà hỗ trợ camera nhân còn bất ngờ luôn, kêu là không nghĩ là tiểu bối nó nhiều chuyện cỡ vậy, rất là nhiều chuyện giống mẹ, rất là nhiều luôn. Ai, cả nhà còn một miếng gì nha. Ôi mỡ, vớt mà thiệt nhiều mỡ lên. Bún rồi vô. Lùa. Anh Tờ Rư á, anh chưa ăn bánh mà bún bò mỡ nổi bao giờ, để nhân kênh Tờ Rư ra. Coi anh ăn không? Anh muốn ăn không nha? Tờ Rư ơi! Tờ Rư ơi! Cứu vợ! Tờ Rư cứu vợ! Anh Tờ Rư! Cứu vợ! Thay phiên, thay ca! Mời Tờ Rư! Tờ Rư có muốn ăn? Tờ Rư có muốn ăn? Muốn ăn một chút. Muốn ăn một chút? Ok, bye bye ăn nè! Ngon không? Tờ Rư thấy thế nào? Rất ngon. Rất ngon? Cái này là cái gì? Cái này là món gì? Bún bò. Bún bò, đúng rồi. Nói rồi. Nói rồi. Mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm, cái gì cũng 10 điểm hết, ngon. Ngon. Rất ngon. Rất ngon. Ôi ôi, no rồi mà cũng được không? Thế là nói bye bye. Thế là nói bye bye. Không có. Bye bye rồi. Cho tới đưa. Được rồi. Đăng ký kênh, bye bye. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi nhà nha cả nhà. Cảm ơn, bye bye.